để con nghe điện thoại chút chút. Ai vậy, ra lại. Alo, alo, alo. Sao? Mấy cái tôi đặt bây giờ hết rồi hả? Chết rồi, bây giờ sao ta, sắp tới rồi. Được rồi, bây giờ tôi ra liền, tôi xử lý liền. Chờ tôi chút xíu nha. Ok. Dạ đây. Ủa sao, chuyện gì vậy chú? Đây. À đúng rồi. Này, chú nói là con nói là vô gặp con liền, xong rồi tự nhiên vô, xong con nói là để con nói chuyện rồi chú đi ra. Dạo này con nhiều gì có con rối tùm lum. Rồi bây giờ chú ra. Không, bây giờ vậy nè. Bây giờ con chạy ra ngoài cái tiệc á. Rồi, nó đang có một vài vấn đề ngoài đó. Dạ. Con ra con set up lại mọi thứ. Rồi, chú rồi. Ở đây chú đón chị Ngọc Bích cho con. Rồi đón Ngọc Bích, rồi sao nữa con? Đón tiếp nồng hậu. Nồng hậu. Rồi, tiếp chuyện giữ chân chị ở đây. Giữ chân chị đây, xong ngoài đó là con làm xong rồi. Rồi con nhá máy một cái. Là chú ẩm ra luôn. Trời, có gì đấy. Chú dắt chị ra giùm con. Dắt ra luôn. Nhá bữa tiệc. Bữa tiệc này là dành riêng cho chị. Rồi luôn. Đó. Sao chú hồi hộp quá. Trời ơi, quan trọng lắm ấy chú. Bây giờ là ký hợp đồng được hay không là do chú đó. Phải không? Dạ. Rồi. Thôi con đi đây, mất thời gian quá. Nha. Sao con dễ kiếm tiền quá vậy con? Con ơi. Trời ơi, sao con dễ kiếm tiền thiệt luôn á. Cái này nó nói một cái là kiếm tiền được à. Dạ sao ta? Hồi hộp quá. Ông dậy. Kính thưa chị Bích. Chờ xíu. Gì vậy? Tôi là... Chị Bích nào? Nói nghe khoan đã. Từ tan vợt, sao cứ làm phiền hoài. Ông hứa là ông chở tôi đi siêu thị đó nha. Đi đâu? Xong việc là chờ đó. Đi đâu? Nhưng mà bây giờ cái chuyện này gấp lắm. Chuyện này là cả một cái quyền lợi của công ty. Đâu có được. Chuyện gì? Cái nó quan trọng lắm. Lát, trời ơi, hứa đã. Không hứa, gì rác ra ngoài đi. Chúng chở. Lát chở. Dạ, kính thưa chị Bích. Tôi là Dương Hoàng Vệ. À không, chà, không được, được. Tôi Dương Vệ. Tôi xin được đón tiếp chị. Thật là hân hoan chào đón chị. Chào chị. Tôi xin tự giới thiệu, tôi Vệ. Tôi là nhân viên của công ty. Ngồi. Chị đứng lên cho em. Chị ra ngoài cái. Chị rồi. Xong, cầm giùm. Cầm gì? Cầm giùm người ta. Cầm đi. Cầm gì? Rồi, mời chị ngồi. Ủa gì kỳ đấy? Đây đâu phải chuyện của tôi. Mời chị ngồi rồi, đặt xuống. Đặt xuống. Rồi, hơi nguội, pha giùm ấm trà. Pha giùm ấm trà đón khách. Còn trà mà. Mới trà cũ rồi. Ôi. Tôi mới pha hồi nãy luôn á. Mới pha hồi nãy nhưng mà bây giờ người ta khác. Đi. Kỳ đi. Người ta cứ đi. Khách đi. Dạ kính thưa chị. Rất hân hoan chào đón chị. Một nụ cười của tôi sẽ mang lại sự hạnh phúc cho chị. Xin chị hãy tiếp nhận nụ cười nơi tôi. Trời, anh thật là hài hước vui nhộn luôn á. Dạ, hồi nãy giờ tôi chưa biết anh là ai hết. Dạ xin tự giới thiệu, tôi là Vệ, là bảo vệ của công ty này. Bảo vệ. Dạ. Trời ơi, dạ. Đúng là em giám đốc đẹp trai á, năng động, dạ. sáng tạo, trẻ trung nên là bảo vệ cũng rất là dễ thương. Dạ. Chú bảo vệ vô giám đốc đâu? Dạ kính thưa chị, xin chị hãy nhận đây một lời thứ lỗi từ giám đốc của tôi. Có nghĩa là giám đốc tôi đang ra ngoài kia để chuẩn bị những bàn tiệc để tiếp đón chị. Nhưng mà ở ngoài đó đang có những cái sự cố nhỏ nhỏ cho nên giám đốc phải ra đó chỉnh sửa chút xíu. Có kêu tôi ở đây để phục vụ chị. Dạ, xin nhận nơi tôi lời nụ cười sâu sắc. Rồi, bỏ xuống, nhẹ nhàng, khoan thai, nở nụ cười, đó, ok chị. Rồi, cúi xuống, mở cái ly lên. Mình cúi xuống đi, mở cái ly lên, rót miếng nước. Dạ, mời chị. Rồi, mời chị. Xin chị, nhẹ thôi, lỡ tay, tại sao lại có thể hành động như vậy? Xin hãy nhận tôi lời xin lỗi và một nụ cười. Dạ, chị, chính tay tôi sẽ, sau khi chị dùng xong tách trà này, chính tay tôi sẽ ẩm chị xuống. Đưa chị xuống dưới bàn tiệc của giám đốc và công ty của chúng tôi. Xin mời chị dùng trà. Không uống nước, tôi đi liền cũng được. Nhưng mà trước khi đi á, chú bảo vệ có thể chở tôi ghé ngang siêu thị để mà tôi mua một món đồ. Món đồ đúng không? À, đi siêu thị đúng chị? Đúng. Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Chị đi bất cứ nơi đâu thì tôi cũng đi hết.
Xét cái gì? Làm gì? Đi bất cứ nơi đâu tôi cũng sẽ đưa chị đi. Đi siêu thị, đó là nhiệm vụ của tôi. Hãy đi cùng với tôi nhé. Chú chịu khó đứng ở ngoài đợi tôi chút nha. Được rồi, giờ xin mời chị hãy cùng đi siêu thị với tôi và nhận nơi đây một nụ cười sinh động. Mời chị. Dạ, chúng ta đi siêu thị. Đi siêu thị. Vui quá, vui quá. Đi siêu thị. Đi siêu thị là đi siêu thị. Sao khỏe vậy sao? Uống nước. Siêu thị. Siêu thị vừa mới đi xong. Xin hãy nhận nơi tôi. Ông sao vậy? Sao vậy? Cái gì? Trời đất ơi, tôi chưa bao giờ tôi thấy ông o bế ai mà được như vậy luôn á đó. Khách hàng mà. Khách hàng cái con khỉ. Ông nghĩ sao vậy? Ta con người sao kêu con khỉ? Tôi nói ông ở tù đây ông á. Trời ơi, chưa từng thấy luôn. Thấy người ta nức nở luôn. Chị đẹp lắm, chị hãy nhận nơi tôi một nụ cười thân thiện. Trời ơi việc chăm sóc khách hàng. Cười nhăm nhở chứ thân thiện cái gì. Mỗi lần nói chuyện với bả là ông làm gì để làm gì? Để làm cái gì? Hả? Cái sự mất tự nhiên tôi không thể kiềm chế được. Chẳng hạn giờ tôi nói chuyện với bà thì tôi nói à, vui không? Đó bình thường. Còn này là nó lấy cái mất tự nhiên nè. Không bao giờ ông nhẹ nhàng với tôi. Với người phụ nữ khác ông nhẹ nhàng. Phải rồi, tôi xấu. Tôi xấu nè, tôi già nè, rồi tôi mập nè, tôi nghèo nè. Tôi làm mà tập vụ nè, tôi đâu phải như người ta đại gia, người ta sang trọng. Mới làm công chuyện cho người ta. Công chuyện cái gì? Cho công ty, bả là người ký hợp đồng cho công ty. Sao đừng có giận cái chuyện gì kỳ cục vậy? Cái người ký hợp đồng cũng không có nên đôn đả mà mời chào như vậy hết đó. Ôi chứ. Ông, tôi nhìn vào ánh mắt của ông. Ánh mắt của ông rất là gian xảo. Ông nhìn người ta rất là lúng liếng. Cái ánh mắt nó chưa bao giờ. Làm gì vậy? Móc mắt ra để coi thử có bị không. Tôi không có giỡn với ông nha. Bà sao bà cứ nghĩ cái chuyện gì đâu không á. Thôi được rồi. Được rồi. Được rồi chị sao được tôi rồi. Không bằng người ta đúng không? Không, bà hơn người ta chứ mà nói gì vậy. Tướng bà vậy sao không hơn người ta được. Ông nói gì? Tôi hơn người ta. Không mặt bà. Không phải hả? Không phải, không phải. Bình tĩnh. Tôi không thể nào tôi nhịn ông được nữa ông vậy. Bình tĩnh đi. Từ đây về sau đừng bao giờ nhìn mặt của nó. Ê ông có ông. Ê đừng giận mà. Ê sao kỳ vậy ta. Một câu nói. Xin bà hãy nhận nơi tôi một nụ cười. Trời ơi mệt quá. Nhưng tôi nên xin lỗi nè. Trời ơi, con có thấy có cảm giác không người nào mà bị người ta xúc phạm xong rồi mình biết mình có lỗi rồi mình không xin lỗi được. Mà người ta không nhận lỗi mình. Rồi người ta im lặng luôn. Mà mình nói hoài người ta cũng không nói. Cái gì vậy chú? Chú nói. Trời ơi, chú lớn tuổi gì mà để người ta xúc phạm hả? Trời ơi, không có được. Ai? Ai là người xúc phạm chú? Chú nói đi, con xử liền. Ê, bạn con. Con xử một cái là chết liền luôn.